máy tính. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo. Thưa sư cho con hỏi, trong video ngày 9 tháng 11 2023 đoạn 1 giờ 18 phút 05 giây, sư có nói rằng những người sống tà kiến bất thiện có thể bị dạ xoa bắt đi làm nô lệ. Vậy thì những người bị bắt này vẫn ở tiểu thế giới đó hay ở tiểu thế giới khác rồi? Và có những cách nào để sang tiểu thế giới khác không? Theo như con được biết thì mỗi tiểu thế giới có một vị đại phạm thiên. Vậy thì sang tiểu thế giới khác, nơi đó có một vị đại phạm thiên khác không? Nó không có cần thiết để mình phải biết. Sư lấy ví dụ nghe. Một số người Việt Nam mình á, nghe những lời dụ dỗ đi sang nước khác rồi bị rơi vào đường dây buôn người, thì có thể là đi sang Campuchia, đi sang Miến Điện, hoặc là đi sang một cái nước châu Âu nào đó, nhưng rơi vào đường dây buôn người thì họ bắt mình, họ đánh đập, họ đối xử không hề có nhân quyền. Mình chỉ là nô lệ thôi, không hề có tiền chuộc, không có cái gì hết. Mình hoàn toàn, cái mạng của mình phụ thuộc vào người ta. Thì cái chuyện á, cái ông tổng thống Campuchia, ông tổng thống Miến Điện, hay là ông tổng thống ở Úc, ở Anh, ở Mỹ, ở Pháp, nó có dính dáng gì tới mình không? Không dính dáng. Tại vì á, cái quan trọng là cái đối tượng mà nó bắt mình á, nó làm cái gì mình thôi. Cho nên cái chuyện mà quý vị nghĩ á, nó mất thời gian và nó không cần thiết nha. Điều quan trọng mà chúng ta cần biết ở đây á, là làm sao để tránh rơi vào đường dây buôn người. Cái đó nó sẽ tốt hơn là cái chuyện mà bây giờ nếu như tôi bị rơi vào đường dây buôn người rồi thì tôi có cần biết là tôi qua Pháp thì ông tổng Pháp ông tên gì không? Hình như không cần thiết. Cái chuyện cần là làm sao để tôi không rơi vào đường dây đó. Cho nên điều quan trọng sư muốn chia sẻ với quý vị là chúng ta hãy sống có chánh kiến, sống có giới hạnh. Như vậy chúng ta sẽ không rơi vào trường hợp là bị dạ xoa nó bắt để mà làm nô lệ cho nó. Còn cái chuyện mình nó đi đâu, bắt đi đâu rồi thì nó không còn cần thiết nữa. Nó đâu quan trọng đâu. Cái quan trọng là đừng để bị bắt. Cái đó mới là quan trọng. Còn ngoài ra thì còn quý vị hỏi còn có cách nào để mình đi sang thế giới khác hay không? Thì ngoài cái cách mà nó giống như là, sư quay ngược trở lại ví dụ, ngoài cái cách mình rơi vào đường dây buôn người để mình đi sang đất nước khác, nó còn một cách nữa, đó là mình đi định cư nước ngoài, đi xuất khẩu lao động theo cái đường chánh ngạch đại loại như vậy. Thì trong Phật Pháp cũng có một cách, đó là làm ơn làm phước hãy tu tập thiền định, chứng đắc tứ thiền nha, chứng đắc tứ thiền, thực hành các pháp để rèn luyện đạt được thần thông. Thì sau khi có được thần thông, quý vị có khả năng đi tới thế giới này hoặc thế giới khác. Thì cho nên á, cái vấn chúng ta nhớ dùm sư một câu này, và câu này sư thấy cũng rất là hay nè. Có một phương pháp để chúng ta thực hiện được ước mơ của mình, tức là muốn biến ước mơ thành hiện thực. Việc đầu tiên anh cần phải làm chính là thức dậy. Chứ còn anh nằm anh cứ mơ hoài thì giấc mơ không bao giờ thành hiện thực được. Muốn biến giấc mơ thành hiện thực thì việc đầu tiên cần làm chính là thức dậy. Cho nên á, cái chuyện mà quý vị ngồi để mơ mộng thế giới này thế giới kia, việc cần làm là gì? Giữ giới, hành thiền, bắt đầu từ bước đó đi. Chứ còn mình ngồi đó mơ mộng thì nó không đem lại kết quả gì cả. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.